Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc trời ban, thần tài mở khoa ban cho lộc lớn, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ, tuổi Kỷ Hợi sinh 1959, thần tài rót lộc đúng 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024, gặp thời phất mạnh, làm ăn trúng lớn, khổ mấy cũng buổi đời giàu sang sung sướng. Quý khán giả thân mến, đời người thực sự là một cuộc hành trình đầy bất ngờ và không thể dự đoán trước. Dù chúng ta có xuất phát từ đâu, hoàn cảnh đời sống ra sao, thì cuối cùng mọi người đều mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Tuy nhiên, mỗi người lại có một số phận riêng và không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được mọi điều. Có những người phải cố gắng vất vả hơn, lao động cật lực để kiếm sống. Trong khi có những người lại may mắn hơn trong cuộc sống, một số người lại tập trung vào việc vận trợ người khác và không quan trọng về vật chất, nhưng lại được phúc lộc đến với họ. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 thân mến, khi con người làm chuyện gì, hậu quả tốt xấu đều do hành vi của mình là thiện hay ác mà tạo ra. Nó tích tụ theo năm tháng mà đúc thành, đến thời điểm nào đó, nó sẽ diễn ra, tương tự lành hay dữ cũng là do số mệnh bản thân tự tạo mà ra. Thời điểm bước sang 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch tới đây, hóa cái và tử vi thiên tinh chiếu rọi, con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 sẽ gặp những biến động gì? Là may hay hạn thì kênh Minh Đường Tử Vi mời khán giả cùng đi tìm câu trả lời ngay trong video dưới đây nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 có đặc điểm tính cách gì nổi bật sau đây. Kỷ Hợi 1959 thuộc mệnh Mộc, bình địa Mộc. Địa Mộc là những cây cối mọc ở vùng đồng bằng. Người mệnh này có tính tình hiền hòa, khôn khéo, tốt bụng, thật thà, ngay thẳng. Trời sinh những người tuổi Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban cho trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh Mộc hay còn gọi là bình địa Mộc. Phần lớn người mệnh Mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng với người mệnh nạp âm, bình địa Mộc, đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng, bởi thế họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh Mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình,
Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Người tuổi Kỷ Hợi rất thành thật và khiêm tốn, họ nổi bật với lòng trung thành, tính thụ động và khá thực tế, có số phận an nhàn, luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sách ghi chép vận mệnh những người tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 mang cung mệnh đại gia lại cho thấy phần lớn người tuổi này mang mệnh phú quý, đều mang tính tình cứng cỏi, quyết đoán, lòng đầy tự hào, khinh thế ngạo mạn, đôi khi tự cao, tự đại, có sự độc lập một cách đáng kinh ngạc. Họ có tố chất là một thủ lĩnh đầu đàn để quán xuyến tất cả mọi việc, tuy nhiên họ lại làm việc trong tâm thế khá nóng nảy, lỗ mãng lại đa nghi, nên dễ tuân theo cảm xúc mà đưa ra quyết định sai lầm, gây hối tiếc về sau. Đây chính là điểm yếu khiến họ gặp nhiều thất bại trong tiền vận mà mãi tới trung vận họ mới có thể nhận ra. Có một số tuổi nhận ra sớm nhờ được quý nhân chỉ giáo, có thể giàu sang ngay trước ngưỡng tuổi tứ tuần. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến. Họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Họ cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực, buông xuôi trước thử thách. Để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác tuổi. Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi. Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con người trong mắt mình vậy. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Theo luận giải, vì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, hiền lương, cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện. Kỷ Hợi vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân, nhờ vào sự tháo vát, chịu khó chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen trao đảo, nhất là tiền trung vận. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Bước sang tháng 5 âm lịch sẽ là khoảng thời gian tương đối khó khăn đối với người tuổi Kỷ Hợi. Bản mệnh cần tự mình tìm động lực cho mình để có thể cố gắng vươn lên. Hãy coi những vấn đề mình gặp phải lúc này là yếu tố cần thiết giúp bản mệnh tiến bộ. Nhờ có nguyệt lệnh lâm tuyệt tác động, bản mệnh có thể cảm thấy nhiều công việc đang lâm vào bế tắc, nhiều sự cố bất chợt xảy ra, khiến bạn phải mất rất nhiều thời gian để ứng phó. Thậm chí có những người còn đánh mất phương hướng của mình, không biết mình cần phải làm gì mới có thể vượt lên trên nghịch cảnh. Những khó khăn trong công việc cũng khiến tài lộc khó có bước phát triển. Thời điểm hiện tại, tuổi Kỷ Hợi nên hạn chế mở rộng quy mô làm ăn của mình. Đừng nóng vội chạy theo những bước chân của người khác, bởi bạn cần thời gian để đánh giá lại những gì mình đã và đang làm. Nếu có vấn đề gì thì cần nhanh chóng rút kinh nghiệm và sửa chữa ngay. Ngũ hành tương khắc cũng ảnh hưởng xấu đến phương diện tình cảm và gia đạo. Bản mệnh thường xuyên bất an, lo lắng, buồn phiền vì những vấn đề ngoài cuộc sống, nhưng lại không muốn tâm sự với người thân của mình. Nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này, mối quan hệ giữa đôi bên sẽ ngày càng trở nên xa cách,
thậm chí tạo cơ hội cho kẻ xấu chen chân. Xem tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, sự nghiệp của người tuổi Kỷ Hợi dễ rơi vào cảnh bế tắc khi bước chân sang năm ngày đầu tháng 5 âm lịch. Dưới ảnh hưởng của cục diện nguyệt lệnh lâm tuyệt, bạn làm gì cũng thấy bị cản trở, không bởi yếu tố khách quan thì là chủ quan. Hãy xác định tinh thần rằng, tháng 5 âm lịch này bạn sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh khá khốc liệt đến từ đồng nghiệp hoặc là đối thủ. Vì vậy, khi bắt tay vào làm việc gì, bạn cần phải chắc chắn với hướng đi và mục tiêu của mình. Đừng dễ dàng dao động vì sự tác động của người ngoài. Muốn gặt hái được thành công, bạn không nên sợ hãi khó khăn và thất bại. Ngược lại, hãy coi đó là cơ hội để mình nhìn nhận rõ năng lực của bản thân, đồng thời rút kinh nghiệm từ những sai lầm. Làm được như vậy, bạn mới có thể tiến bộ nhanh chóng. Trên thực tế, vận trình của tuổi Kỷ Hợi tháng này vẫn có điểm sáng le lói do cát tinh tử vi chiếu mệnh. Bạn chỉ cần hết sức cố gắng, dựa vào sức của chính mình thì chẳng sợ là không lọt vào mắt quý nhân. Những người tốt bụng xung quanh bạn cũng sẽ không ngại giúp đỡ bạn một tay. Công việc chưa có nhiều tiến triển, kéo theo tình hình tài chính cũng tương đối ảm đạm trong tháng này. Người tuổi Kỷ Hợi cần phải bình tĩnh và làm cho tốt những việc còn dang dở, chứ nên đưa ra những quyết định nóng vội kẻo cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không. Các dự án đầu tư, kinh doanh của bản mệnh có dấu hiệu dậm chân tại chỗ. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để xem xét vấn đề đang nằm ở đâu. Chỉ khi khắc phục được các sai sót, bạn mới có thể vượt qua khỏi khó khăn, kiếm tiền về túi thuận lợi như khoảng thời gian trước đó. Ngoài ra, ở thời điểm này, bạn sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh giành giật khá khốc liệt đến từ đối thủ. Hãy luôn cẩn thận trong mọi việc kẻo bị đối thủ chơi xấu, dẫn đến cảnh hao tài tốn của, thậm chí là gây ảnh hưởng đến cả danh tiếng của mình. Theo tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi cho thấy, tháng này cũng không thích hợp cho các hoạt động khởi nghiệp, khuyên bản mệnh vẫn nên dành thời gian để học hỏi thêm các kiến thức hữu ích, đồng thời cân nhắc kỹ càng hơn về mục tiêu của mình. Khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực và vật lực, bạn sẽ dễ dàng đạt được thành công hơn. Tử vi cát tinh khuyên tuổi Kỷ Hợi nên chăm chỉ làm việc, đừng ngại khó khăn hay là vất vả, bởi vì cuối cùng thì công sức của bạn cũng sẽ được trả công xứng đáng, bạn thậm chí có thể chuyển bại thành thắng, khẳng định được vị thế của bản thân. Đáng buồn là mối quan hệ giữa tuổi Kỷ Hợi và người thân đang có dấu hiệu ngày một xa cách, bạn cảm thấy hai người không thấu hiểu nhau, nên ngày càng sống khép kín hơn, không muốn tâm sự với gia đình những áp lực và khó khăn trong cuộc sống. Nếu không thay đổi cách nghĩ và cách hành xử của mình, bạn không những đẩy bản thân vào cảnh căng thẳng không cần thiết, mà còn tác động xấu đến quan hệ vợ chồng. Bạn càng không nói chuyện, người ấy sẽ chỉ càng không hiểu được bạn mà thôi. Khi quan hệ đôi bên xa cách, con giáp này cũng cần phải thận trọng trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện. Nếu bây giờ bạn không quý trọng những gì mình đang có, thì đến khi mất đi bạn sẽ cảm thấy vô cùng hối hận. Đến lúc đấy thì mọi việc cũng đã muộn rồi. Tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi thấy rằng, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Hợi vẫn khá ổn định trong khoảng thời gian này. Nhờ thế mà bạn có sức để cố gắng vượt lên trên khó khăn. Hãy tiếp tục duy trì lối sống điều độ, chớ nên suy nghĩ bi quan. Nếu có vấn đề gì thì đừng ngại chia sẻ với mọi người, bởi vì ai cũng sẵn lòng giúp đỡ bạn. Ngoài ra, bạn cũng chớ nên bắt bản thân làm việc quá sức. Người lớn tuổi chú ý khi đi lại cũng như thể dục thể thao hợp lý, nếu không dễ gặp phải những sự cố ngoài ý muốn. Tiếp theo chương trình là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết cùng cẩm nang vượng vận trong 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Hãy cùng theo dõi để nắm bắt vận trình mình sẽ ra sao quý khán giả nhé. Tử vi 5 ngày đầu tháng 5 âm lịch của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Trong 5 ngày này, người tuổi Kỷ Hợi sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong sự nghiệp do phải chịu ảnh hưởng của cục diện nguyệt lệnh lâm tuyệt. Mọi chuyện khó có dấu hiệu tiến triển đáng kể. Trong thời điểm này, đòi hỏi bạn phải thật quyết tâm, cố gắng để vượt qua, chớ bỏ dở giữa chừng và công sức dễ đổ xuống sông xuống biển. Đối với người làm công ăn lương, bạn dễ phải chịu sự quấy nhiễu cạnh tranh của đồng nghiệp. Mặc dù bạn đã cố gắng an phận thủ thường, nhưng dường như những rắc rối vẫn luôn ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới nhất. Khoảng thời gian này, bạn hoàn thành cho tốt đúng tiến độ công việc được giao đã là tốt lắm rồi. Con đường công danh sự nghiệp khó có thể rộng mở. Những lúc như thế này bạn không nên âm thầm giấu mọi chuyện trong lòng. Hãy tâm sự với mọi người xung quanh. Những người đi trước giàu kinh nghiệm ắt sẽ truyền dạy cho bạn những kiến thức hữu ích. Ngoài ra, bạn nên hạn chế tiếp xúc, mâu thuẫn với người có uy quyền kẻo dễ bị chèn ép. Cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có bản thân mình. May mắn là tử vi 5 ngày đầu tháng của tuổi Kỷ Hợi thấy rằng, dù vận trình ảm đạm thì các tinh vẫn sẽ xuất hiện như một tia sáng giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ bi quan. Tử vi xuất hiện, bạn hoàn toàn có cơ hội gặp được quý nhân, đó sẽ là người dẫn đường, chỉ lối, giúp bạn tìm ra hướng đi phù hợp cho mình. Hãy cố gắng rồi bạn sẽ có cách vượt qua tình cảnh bế tắc hiện tại. Không thể phủ nhận rằng, sức ảnh hưởng lớn lao của nguyệt lệnh lâm tuyệt lên vận trình tài lộc của người tuổi Kỷ Hợi khó có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước đó. Đồng tiền rồi có chảy vào túi đi nữa cũng khá nhỏ giọt, không giúp ích nhiều cho cuộc sống của bạn.
Đối với người làm đầu tư kinh doanh, sự cạnh tranh, giành giật với đối thủ sẽ khiến bạn sứt đầu mẻ trán mà chưa chắc kết quả đã được như ý muốn. Bạn cần phải cẩn trọng trước những chiêu trò chơi xấu của tiểu nhân, nếu không dễ rơi vào cảnh hao tài tốn của, khó thu hồi vốn. Doanh thu của những người làm công việc buôn bán nhỏ lẻ cũng có dấu hiệu chững lại. Thời buổi này, bạn nhập hàng hóa khá khó khăn, nhu cầu của khách hàng lại không cao, nên có làm ăn thì cũng chỉ đủ để duy trì, khó mở rộng quy mô. Hãy thật bình tĩnh và kiên nhẫn để vượt qua thời điểm khó khăn, chứ nghĩ đến việc cạnh tranh không lành mạnh, giành giật của người khác, bởi vì làm vậy chỉ làm xấu đi hình ảnh của bạn, dễ đẩy bạn vướng vào rắc rối pháp luật mà thôi. Bản mệnh cần phải chú tâm trong công việc làm ăn của mình, bởi các tinh tử vi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, giúp bạn tìm ra hướng đi mới để thoát khỏi bế tắc. Đó có thể là quý nhân giới thiệu cho bạn đối tác mới triển vọng hoặc là một con đường mới để vượt qua khó khăn. Hãy chăm chỉ làm việc rồi tương lai gần bạn sẽ nhận được quả ngọt. Tử vi 5 ngày đầu tháng của tuổi Kỷ Hợi cho thấy rằng con đường gia đạo của bản mệnh nhuốm một màu ảm đạm do không có các tinh chủ đào hoa soi chiếu. Cả người lập gia đình cũng như người độc thân đều phải chịu đựng nỗi buồn, thậm chí không tìm ra người để san sẻ. Đối với người đã lập gia đình, bạn chớ nên để những áp lực, căng thẳng mà mình phải gánh chịu ngoài xã hội lên đầu người thân. Thay vì việc cáu bẩn, nóng giận, thì bạn hãy chủ động chia sẻ tâm sự với người ấy. Rất có thể gia đình sẽ đưa ra cho bạn những kiến nghị phù hợp, giải quyết những khó khăn đang vướng mắc. Đáng buồn hơn nữa, khi có hiểu lầm xảy ra, hai người chẳng ai muốn là người chủ động đứng ra giải thích và điều đó sẽ khiến hiểu lầm ngày một lớn dần. Nếu còn trân trọng gia đình thì đừng để điều đó trở thành nguyên nhân khiến hạnh phúc gia đình tan vỡ. Những khó khăn xảy đến dồn dập trong cuộc sống khiến người tuổi Kỷ Hợi khó có thể duy trì được tinh thần lạc quan, vui vẻ. Cũng may điều đó chưa ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe, thể chất của bạn. Để duy trì tình trạng hiện tại, bạn nhớ giữ lối sống lành mạnh, ăn uống đúng giờ, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, không nên viện lý do để nghỉ ngơi, ngồi yên một chỗ. Bạn có biết việc vận động thường xuyên cũng có tác dụng cải thiện tinh thần, giúp bạn minh mẫn hơn trong giải quyết công việc hay không? Khẩu quyết: phải chịu sự cạnh tranh, bon chen của đồng nghiệp cũng như đối thủ. Quý nhân: tuổi Dần, tuổi Mùi. Tiểu nhân: tuổi Dậu, tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu đỏ. Con số may mắn: 19 và 79. Sau đây, Kim Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý khán giả lời khuyên của các nhà tử vi muốn dành cho con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Quý mệnh chủ cần chú ý điều này. Thứ nhất, công việc có nhiều áp lực, gây ảnh hưởng sức khỏe tinh thần của mệnh chủ. Bạn nên cố gắng giải tỏa tâm lý, suy nghĩ tích cực, đừng ôm đồm nhiều việc vào người mà đổ bệnh. Thứ hai, sức khỏe suy giảm, vấn đề an toàn cần được lưu tâm hàng đầu trong năm nay. Con giáp này có thể vì bất cẩn mà bị thương hoặc tai nạn. Để tránh họa huyết quang thì mệnh chủ cần chú ý khi sử dụng các vật dụng sắc bén, mũi nhọn, khi lao động hoặc khi tham gia giao thông. Thứ ba, tình duyên trắc trở. Các cặp vợ chồng thường xuyên gặp khúc mắc trong hôn nhân, song cả hai đều có tâm lý trốn tránh, không muốn trực tiếp giải quyết. Nếu cứ lựa chọn cách né tránh như vậy, đến một ngày nào đó sự bất mãn sẽ lên đến đỉnh điểm, đổ vỡ là điều khó tránh khỏi. Tiếp theo chương trình, mời quý khán giả theo dõi diễn tiến từng năm của cuộc đời người tuổi Kỷ Hợi từ lúc 20 tuổi trở lên nhé. Từ 20 đến 25 tuổi. 20 tuổi nhiều triển vọng tốt đẹp cho vấn đề công danh, tình cảm vượng phát. 21 tuổi năm nay có nhiều bê bối trong cuộc sống nên cẩn thận việc giao dịch. 23 và 24 tuổi, hai năm này có nhiều buồn bã, không nên đi xa, tình cảm bị sức mẻ. 25 tuổi, năm này này khá tốt, có thể gặp may nhiều hơn. Từ 26 đến 30 tuổi. Năm 26 và 27 tuổi có phát đạt về vấn đề công danh và sự nghiệp, tình cảm có phần tốt đẹp. 28 và 29 tuổi, hai năm này trung bình, việc làm ăn cũng như cuộc đời không có gì sôi nổi, tình cảm vợ chồng phát. 30 tuổi thì có kỵ tháng 4, những tháng khác nên phát triển làm ăn thì tốt. Từ 31 đến 35 tuổi. Năm 31 và 32 tuổi, hai năm này thì gặp nhiều may mắn trong vấn đề sự nghiệp và công danh. 33 và 34 tuổi có nhiều điều hay, đẹp về vấn đề tài lộc lẫn tình cảm, nên cẩn thận về bản mạng. 35 tuổi năm nay quá xấu, những tháng 4 và tháng 7 là đại kỵ, có hao tài. Từ 36 đến 40 tuổi. 36 tuổi có nhiều lo lắng về việc gia đình, cũng như về vấn đề tài lộc lẫn tình cảm. 37 và 38 tuổi có nhiều hay đẹp về cuộc sống cũng như về cuộc đời, nên cẩn thận việc đi xa hay xe cộ. 39 và 40 tuổi, hai năm nay cuộc sống trung bình, không có gì đáng nói. Từ 41 đến 45 tuổi. 41 tuổi, có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc và tình cảm.
42 và 43 tuổi, hai năm này không được tốt, coi chừng có đại họa vào thân, nhịn nhục thì hơn. 44 và 45 tuổi, hai năm này khá vượng về vấn đề tài lộc. Từ 46 đến 50 tuổi. 46 tuổi nên đề phòng mất của, bệnh tật trong năm nay, những năm khác làm ăn ở vào mức độ trung bình, không có gì đáng nói. Từ 51 đến 55 tuổi. Thời gian này sức khỏe hơi yếu, bù lại gặp nhiều may mắn cho cuộc đời cũng như về tài lộc lẫn tình cảm, những năm này không nên làm ăn lớn hay đi xa. Từ 56 đến 60 tuổi. Thời gian này cuộc sống có vẻ trầm lặng hơn, nên cố gắng đừng nên phung phí tiền bạc, sẽ có hại, sức khỏe suy kém rõ rệt. Vâng, quý khán giả thân mến, trên đây là luận giải tử vi chi tiết 5 ngày đầu tháng năm âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Hợi sinh 1959. Chương trình xin được kết thúc tại đây. Hãy luôn tiếp tục khám phá và tìm hiểu những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Chúc quý khán giả có một ngày thật tràn đầy an lạc và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chia sẻ tương lai trên kênh Minh Đường Tử Vi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.